Nói đến xe tập lái, ta sẽ hình dung ngay ra những chiếc xe cà tàng trong các trung tâm dạy lái xe. Nhưng ở Dubai thì không phải thế. Đây chính là những chiếc xe tập lái của họ đang được dùng ở trường lái xe Dubai trong các khóa dạy lái những chiếc xe hiệu suất cao thuộc những thương hiệu hạng sang như Range Rover hay Bentley chẳng hạn. Hey, it's Dr. Jay Krishna here. Đây là buổi học đầu tiên của tôi ở đây. Buổi học tuyệt vời ngay từ đầu. Tôi vui khi được đồng hành cùng người hướng dẫn. Mọi thứ thật tuyệt. Ý tưởng mở trường đào tạo này nảy ra khi những người dạy lái xe muốn khách hàng thích nghi tốt hơn với chiếc xe mà sau này họ định mua khi có bằng. Đặc biệt với những chiếc xe hiệu suất cao, người lái phải mất một khoảng thời gian để làm quen. Đến đây, học viên hiểu rõ hơn về chiếc xe mình đi, biết cách điều khiển và kiểm soát nó tốt hơn. Tôi chọn dịch vụ hạng cao cấp vì đó là một trong các dịch vụ tốt nhất của khóa học. Tôi có trải nghiệm tốt hơn. Khóa học thông thường tập lái với dòng xe Nissan Sunny, học viên tập 3 lần một tuần, có 4 bài kiểm tra, vì thế thời gian học viên lấy bằng mất lâu hơn, từ 30 đến 45 ngày. Nhưng với khóa học cùng dòng xe Bentley hay dòng xe cao cấp khác, học viên có thể tập 4 tiếng một ngày và có thể hoàn thành khóa học trong vài ngày, khoảng 5 đến 6 ngày. Dịch vụ hạng cao cấp còn giúp học viên lấy bằng trong thời gian ngắn hơn bởi họ có thể sắp xếp thời gian học riêng. Dĩ nhiên giá cho một khóa học không hề rẻ, từ 3.800 đến 5.900 đô la Mỹ.